Con xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Để trở lại video của em á, hiện tại bây giờ có một đám tang ở thành phố Hồ Chí Minh xuống nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì đang thắp hương đình trình mọi người, cũng vào qua viên an táng sáng nay, đám tang một cụ ông nha mọi người ha. Hiện tại bây giờ thì đang trình đình trình cũng như là đang nhập hộ khẩu nha mọi người ha. Ngày sáng giờ thì cũng hai đám tang rồi. Đó. Rồi ok chị. Hiện tại thì đang đợi thắp hương đình trình nha mọi người. Xe bự này nhiêu tiền chiếc đậu chết rồi nha. Đậu 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 Em vừa tới mộ con Năm luôn nè. Đây đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi. Từ bắt đầu chưa? Đó, đó, đó. Rồi. Chưa? À, đứng đi. Chặn đầu lên coi. Chị đó đó, tại chị đó đó, chúc chị dễ cầu nằm á.
cơ sở này tại này dặn ơi 958 là Hưng Quân cũng Thanh Bình gần em rồi đó bây giờ sẽ chờ làm lễ để mà hạ nguyệt mọi người. Khu này là tiền tỷ mọi người, đây là hai miếng nha, ở đây là hai miếng là chính khu là khu gia tộc. À, kế bên hai cái ngôi mộ khủng nhất, ngôi mộ người Hoa khủng nhất. Mà em thắc mắc sao người Hoa họ đắp đất luôn ha. Đúng rồi em. Thì ở đây thì phong tục của họ. Và hai ngôi mộ này là lớn nhất trong đây. À, giống như cái núi. Đúng rồi, hết đất luôn. Người mộ người Hoa đắp đất luôn, giống như cái núi như khu gia tộc. Dạ. Hai này là hai miếng, chính nhân chính là 5 tỷ. Dạ. Vậy vậy? Ừ. Anh biết giá đấy luôn hả? Chứ không biết, chờ hiểu làm không biết. 9 nhân 9, 5 tỷ. Một miếng là 9 nhân 9. Dạ. Là 2 tỷ rưỡi, này là 2 miếng. 5 tỷ. Ừ. Dán làm YouTube kiếm tiền à? Mua đất này. Để dành. Biết mua được cái lô trên kia không? Mua này, khu gia tộc mà. Gán làm kiếm tiền, mua đất để dành cho chú anh chị. Vũ Linh tới giờ thấy không lên đây chiều không? Đúng rồi, đây là Vũ Linh. Vũ Linh tới giờ. Đúng rồi. Mà biết được nhiều quá. Không, YouTube tới săn nay nhiều. Đúng rồi. Chứ trước không có anh nào. Đúng rồi. Anh đi hình giao nhà. Mình có làm YouTube không? Không. Không không. Có mình giao lưu. Và bây giờ thì chị em cứ xem một vòng nó sẽ kết thúc video mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Chút xíu nữa sẽ thả chim phóng sinh. Có mộ này nằm gần hai ngôi mộ ở đây mọi người ha, ngôi mộ rất là to của người Hoa. Rồi hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Nam mô A Di Đà Phật.